Ngày 21 tháng 6, Tòa án Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Trần Thế Bảo, 34 tuổi, trú xã Xuân Viên, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh, mức án tử hình về tội giết người. Trước đó cho rằng ông Dê, 59 tuổi, trú thôn Yên Khánh, xã Xuân Yên, huyện Nghi Xuân, ngăn cản chuyện tình cảm, dẫn đến bản thân phải chia tay với người yêu 29 tuổi là con gái của ông Dê. Trần Thế Bảo đã bức xúc và nảy sinh ý định giết người. Khoảng 20 giờ 30 phút ngày 2 tháng 12 năm 2022, Bảo mang dao đến nhà ông Dê đâm nhiều nhát vào người nạn nhân. Sau đó, Bảo bị anh Hắc, 37 tuổi, là cháu của ông Dê phát hiện, lo sợ hành vi của mình bị bại lộ. Bảo đã dùng dao đâm liên tiếp vào người anh Hắc. Hậu quả cả ông Dê và anh Hắc đều tử vong tại chỗ. Đến ngày 3 tháng 12, lực lượng chức năng tỉnh Hà Tĩnh đã phát hiện bắt giữ Trần Thế Bảo khi đối tượng đang lẩn trốn tại nhà của một người quen ở địa bàn huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh, cách hiện trường gây án khoảng 30 km. Ngày 21 tháng 6, Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Trị tổ chức phiên tòa sơ thẩm xét xử lưu động, tuyên phạt mức án tử hình đối với Hồ A Xuân, 23 tuổi, trú thôn Thanh 1, xã Thanh, huyện Hướng Hóa về tội vận chuyển trái phép chất ma túy. Theo cáo trạng, ngày 14 tháng 11 năm 2022, nghe Hồ Văn Hải nói có người Lào cần thuê người vận chuyển ma túy từ Lào về Việt Nam nên Hồ A Xuân đã đồng ý đi vận chuyển. Hải nói với Xuân gần tối qua bờ sông Sebon, đến địa phận Lào đợi sẽ có người đến giao ma túy, rồi Hải ra về. Khoảng 22 giờ cùng ngày, tại nơi hẹn giao ma túy, Xuân gặp người đàn ông lạ mặt đi trên xe ô tô biển số Lào. Người này đưa cho Xuân một gói màu đen bảo đưa về nhà. Khi có người đến nhận hàng, Xuân trở lại đây sẽ được trả 3 triệu đồng tiền công. Người đàn ông này còn đưa cho Xuân một túi ni lông màu xanh, đựng 10 viên ma túy loại hồng phiến để sử dụng. Sau khi về nhà sử dụng ma túy xong, Xuân đưa gói ni lông màu đen đựng ma túy ra cất giấu tại bụi xả ở bãi đất trống phía trước nhà. Đợi người đến nhận thì bị lực lượng chức năng bắt giữ. Qua giám định, số viên nén màu hồng và màu xanh có tổng trọng lượng hơn 2,9 kg là ma túy methamphetamine. Ngày 21 tháng 6, Công an quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh đang tạm giữ Huỳnh Thanh Phú, sinh năm 2003, ngụ tỉnh Bình Thuận và Trần Đức Anh Năng, sinh năm 1994, ngụ quận Bình Tân để điều tra về hành vi tàn trữ vũ khí và trồng cần sa. Trước đó, sáng ngày 20 tháng 6, tổ công tác 363 Công an quận Bình Tân tuần tra trên địa bàn thì phát hiện Phú có biểu hiện nghi vấn. Qua kiểm tra, công an thấy trong điện thoại của Phú có hình ảnh về việc trồng cần sa. Kiểm tra nơi ở của Phú tại phường Bình Hưng Hòa B, công an phát hiện súng ngắn cùng 23 viên đạn và 30 cây cần sa. Phú khai khẩu súng trên, Phú mua lại trên mạng với giá 1,1 triệu đồng, còn Năng khai số cần sa được mình mua hạt giống với giá 4,5 triệu đồng về trồng. Ngày 21 tháng 6, Công an huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam Thiều Thanh Long, 28 tuổi, trú tại huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên, để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo cơ quan công an, Long sử dụng tài khoản Facebook cá nhân, đăng tải nhiều bài viết giới thiệu dịch vụ nhận khôi phục tin nhắn trên Zalo, Facebook. Khi có người liên hệ, Long đưa ra thông tin cam kết khôi phục được tin nhắn 100% trong thời gian từ 10 đến 12 giờ. Chỉ cần người bị hại cung cấp số điện thoại đăng ký hoặc tên tài khoản cần khôi phục. Long yêu cầu người bị hại chuyển tiền vào tài khoản cá nhân trước khi tiến hành khôi phục dữ liệu. Sau khi nhiều người tin tưởng chuyển tiền, Long không thực hiện theo thỏa thuận mà tìm cách kéo dài thời gian, trì hoãn, sau đó chặn liên lạc, chiếm đoạt tiền của các nạn nhân. Với thủ đoạn này, từ cuối năm 2022 đến ngày 11 tháng 6 năm 2023, Thiều Thanh Long đã lừa đảo khoảng 40 người ở nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước để chiếm đoạt số tiền hơn 300 triệu đồng. Chiều ngày 21 tháng 6, bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Hoàng Quý, trưởng khoa tai mũi họng thuộc Trung tâm Y tế huyện Dòng Riền, tỉnh Kiên Giang cho biết, vừa điều trị khỏi và cho xuất viện một trường hợp bệnh nhân có dị vật là con cá rô chui sâu vào phần hạ họng. Trước đó, Trung tâm Y tế Dòng Riền tiếp nhận một bệnh nhân nam, 53 tuổi, được người nhà đưa nhập viện do nuốt phải một con cá rô khi đi mò bắt cá. Theo người nhà bệnh nhân, trong lúc mò bắt cá, bệnh nhân vô tình há miệng, thì bất ngờ một con cá rô nhảy vào miệng rồi chui tọt xuống họng.
do con cá có mang và vây cứng móc vào phần họng nên không thể chui xuống bụng, mà còn khiến cho phần họng của bệnh nhân bị tổn thương nặng hơn, chảy máu nhiều. Sau gần 30 phút nỗ lực, các y bác sĩ đã dùng dụng cụ y khoa gắp được con cá rô ra khỏi họng và nội soi theo dõi vết thương cho bệnh nhân. Ngày 21 tháng 6, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Vĩnh Long cho biết trên địa bàn xã Hòa Tịnh, huyện Mang Thít vừa xảy ra vụ sạt lở bờ sông. Đoạn sạt lở có chiều dài khoảng 30m, ăn sâu vào bờ 4-6m thuộc tuyến sông Bình Hòa thuộc ấp Bình Tịnh A, xã Hòa Tịnh. Trước đó, khuya ngày 20 tháng 6, sạt lở diễn ra khiến một đoạn kè kiên cố và 3 căn nhà dân với 15 nhân khẩu bị ảnh hưởng. Trong đó có một căn nhà bị sạt lở hoàn toàn phần nhà phụ phía sau. Phần nhà chính bị răn nứt nghiêm trọng, hai căn nhà bị nứt, nguy cơ cao bị đổ sập, ước tổng thiệt hại hơn 350 triệu đồng. Lãnh đạo huyện Mang Thít yêu cầu địa phương lập các hồ sơ, tiến hành các thủ tục để hỗ trợ 3 hộ dân bị ảnh hưởng do sạt lở theo quy định. Dự báo sạt lở có thể tiếp tục ăn sâu và đe dọa đến các căn nhà khác của người dân. Theo Cục Hàng không Việt Nam, qua thông tin phản ánh của báo chí và các phương tiện truyền thông, tình trạng gian lận giá taxi đang diễn ra phức tạp tại cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, gây mất an ninh trật tự, ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ tại cảng và quyền lợi của hành khách. Do đó, Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu Cảng vụ Hàng không miền Nam làm việc và đề xuất với Công an Thành phố Hồ Chí Minh, Đồn Công an Tân Sơn Nhất, Sở Giao thông Vận tải tổ chức tăng cường công tác kiểm tra xử lý tình trạng gian lận giá taxi, ép giá khách, treo kéo khách, xe dù hoạt động tại cảng. Đồng thời, các đơn vị cần rà soát và bổ sung kế hoạch để tăng cường kiểm tra giám sát việc cung cấp dịch vụ của các hãng taxi, xe công nghệ được nhận quyền khai thác tại cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất. Trường hợp nhân viên của các hãng có hiện tượng treo kéo khách, ép giá khách cần được xử lý nghiêm hoặc chuyển giao cho cơ quan có thẩm quyền xử lý.